Xin chào các anh chị, hôm nay An đang ở tiệm Elegant Nails ở Folsom Mall. Lavender Nails. Sí, thấy chưa? An phải là chủ nhân đây, biết là An chỉ có thử coi chủ nhân có nhớ cái tiệm của mình hay không thôi. Nghĩa là bây giờ chị giới thiệu nè, tên chị nè, tên tiệm của chị nè, địa điểm ở đâu nè. Chị tên Cẩm Trân, chị ở Folsom. Tiệm nail là Lavender Nails. Đằng sau này thì anh có cũng nhân vật cũng khá quan trọng đứng đây luôn, mời đây. Anh giới thiệu tên luôn nè. Dạ. Tôi là Nguyễn. Dạ, đây là hai ông chủ của ông chủ bà chủ của tiệm nail này. Không, đây là bà chủ, đây là người tây sẻ. Cái đó thì mình biết rõ rồi. Trong chúng ta lúc nào cũng vậy đúng không? Hôm nay anh tới đây là có để mà phỏng vấn, thì gọi là trong tiệm này nó có cái gì khác biệt. Câu hỏi đầu tiên anh chỉ trả lời ai cũng được hết trơn á, là tiệm nail này khác với những tiệm nail khác ở điểm nào? Tiệm nail này thì khác những tiệm nail khác là tại vì chỉ đưa sản phẩm natural vô phục vụ cho khách hàng. Ok. Và lý do tại sao mà chị làm chuyện đó? Tại vì chị muốn, sau khi chị tìm hiểu á thì chị biết là sản phẩm natural đó, thì muốn tìm một cái sản phẩm rất tốt để bảo vệ cho sức khỏe cho mình, cho thợ và cho khách hàng. Ok, đây là một cái khía cạnh quan trọng, tức là chị đem vào là tại vì muốn bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và cho thợ. Và cho mình cũng làm được. Ok, trong thời gian qua sử dụng thì bản thân chị thấy có kết quả như thế nào? Chị đối với bản thân chị thì rất là kết quả, tại vì chị làm nail đã cộng hơn 20 năm rồi. Trước đó là chị không có biết được là có những cái sản phẩm để mà bảo vệ sức khỏe cho mình, và khi qua cái chị dùng cái sản phẩm này á, thì chị biết được thêm về supplement, thì nói chung là chị thay đổi rất là nhiều về sức khỏe và về sắc đẹp nữa. Anh có muốn bổ sung thêm gì không anh? Người này giống mình, ăn ở nhà rồi thì mình không có, mình biết phận của mình, mình ra không ra ngoài làm việc chút. Bây giờ như vậy này, chị có thể dẫn em đi một vòng giới thiệu những cái gì xung quanh tiệm chị được không? Okay. Được ha. Rồi, bây giờ chị đi trước em đi theo nè. Đi đâu cũng được hết trơn, chị có cái gì giới thiệu hay là anh cũng được. Đây trước hết là chị có cái tủ để chứng sản phẩm. Để em đi ra trước này em coi nè ha. Ok, rồi. Chị cũng để trưng bày những cái sản phẩm dùng cho khách. Rồi okay. Sau đó cũng giới thiệu tới khách, cũng có một số khách là họ mua về, họ dùng ở nhà. Ok. Đây là một cái điểm mà anh thấy rất là đặc biệt này, là tại vì đa số tiệm nail là bàn để ra ngay tới đây luôn. Còn với tiệm chị là có đang phỏng vấn chút nhá. Tiệm của chị Cẩm là có bàn trưng bày sản phẩm. Xin chào, xin chào. Dạ. Rồi còn gì nữa chị? Hello. Rồi hello toàn. Bên xuống trong đó là chị có đi qua dự những cái lớp mà nail mà training của bên công ty do mấy anh chị tổ chức á, thì chị học hỏi, thì chị trong đó chị mua thêm những cái poster, okay, những cái sản phẩm mà mình dùng á. Okay. Rồi về để lên poster cho khách họ thấy. Nhiều khi mình không có nói hết, không hiểu hết được á. Ok, đây các anh chị thấy poster. Thứ nhất là các anh chị thấy cô người mẫu ngồi đây. Cái này cô này mướn bao nhiêu giờ chị? Có poster ở trên này, đằng chung quanh tường. Ok. Rồi đây mình thấy có tủ trưng bày. Tiệm này trưng bày khá đẹp này. Có tiệm tủ trưng bày những cái sản phẩm. Hồi trước đây chị có trưng bày sản phẩm để bán không? Trước đây 20 năm làm nail? Không có. Lý do tại sao bây giờ chị lại có những cái sản phẩm để bán trong tiệm? Tại hồi trước là không có biết. Bây giờ biết được có cái sản phẩm vừa dùng cho khách, cho thợ mà cho mình nữa. Rồi mình bán thêm sản phẩm thì có thêm income. Ok. Bây giờ anh mời các anh chị đi một vòng trong quanh tiệm để thấy này ha. Đây là cái phần phía trong. Thì thứ nhất là có cái tivi để mà chiếu những cái video của sản phẩm ha. Bàn ghế rất là đẹp. Rồi ở trong này thì cũng có thêm poster lớn. Đây là cái mà anh thấy này, anh cũng lần đầu tiên bước vào sâu xa như vậy trong cái tiệm này, là anh thấy có những cái sọt để những cái sản phẩm. Đây là những cái sản phẩm là gọi là natural đúng không? Chỉ có những cái sọt rất là đẹp, có hoa.
Rồi khi mà khách vào thì điều đầu tiên chị làm là gì? Hình như chị có cái menu hay cái gì đó. Chị có menu, chị mời khách. Dạ. Rồi chị cũng giới thiệu với khách là để mình dùng sản phẩm lá cho để có sức khỏe tốt cho khách đó. Ok. Rồi khách cũng coi, rồi họ chọn trong này có cái bảng giá mình để trả tiền hết. Rồi. Rồi tức là có một cái menu, có một cái giống như thực đơn nhà hàng vậy đúng không? Có một cái menu giới thiệu. Đây là một trong những cái mà có thể giải quyết được vấn đề đó là những người thợ không có biết tiếng Anh. Thì khách có thể tự động đọc không? Cho em xem qua, cho em qua cái menu kêu luôn chị. Thì khách mà vào khách có thể đọc được những cái menu này để mà thấy được là trong này có những cái sản phẩm gì, giá bao nhiêu để họ biết được cái sự khác biệt về những cái sản phẩm vân vân. Ok. Rồi trong tiệm chị còn cái gì khoe tụi em luôn không? Thì trong này thì khi mà chị học được của bên mấy anh chị em bên đội nhóm ghiếp á thì có cái về nail training á, thì về là chị có tăng thêm income, là thay vì chị hồi xưa chị lâm chân là chị chỉ lâm chân thôi thì chị không có làm thêm cái facial cho có thêm cái income. Ok. Mình làm một lúc đôi khi vừa chân vừa facial, hoặc là mình bán thêm sản phẩm để có thêm. Chị vừa nói chữ facial đó, để em phỏng vấn em hỏi luôn là chung quanh này em không có thấy chị có cái phòng facial, thì chị làm facial ở đâu? Chị làm ở trên ghế. Ok. Làm trên ghế một lúc cho khách, khi mình khách muốn làm chân thì mình hỏi, rồi khách có nhu cầu rồi mình để cho khách ngâm chân rồi mình làm facial. Ok. Chị làm nail 20 năm thì chị đã thay đổi những cái sản phẩm này được bao lâu rồi? Cộng cỡ hơn 2 năm. Và khi mới đem sản phẩm vào tiệm thì chị có lo không? Lo. Chị lo cái gì? Chị lo tại vì thứ nhất là thờ họ cứ cái thói quen của thờ họ cũng muốn thay đổi. Họ muốn làm theo cái giống như là như cái gì họ đã làm trước thôi. Còn cái này thì thứ nhất là về vấn đề giá cả, nó cũng chênh lệch. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì chị nghĩ lại á, thì trước hết là cái sức khỏe là quan trọng hơn. Thì muốn chị nói với thợ là sức khỏe cho mình và cho khách. Khi làm xong thì thợ của chị làm một thời gian thì bây giờ họ thích cái sản phẩm này. Họ cũng thích những cái sản phẩm kia. Ok, tại vì những sản phẩm kia nó có hại cho da đúng không? Rồi chị có cái lời khuyên gì cho những chủ tiệm nail khác không? Nếu mà nói lời khuyên thì chị không dám, nhưng mà chị muốn chia sẻ là nếu mà ai chưa dùng qua cái sản phẩm này thì nên thử, và thử rồi sẽ thích và sẽ ghiền. Rồi có trong đồng thời mình làm thì mình kiếm thêm cái income nữa, là mình làm thêm facial, là làm bán thêm cái sản phẩm rồi có thêm income. Và là trong này là ngoài cái việc mà sơn với lại cắt cuticle này nọ thì tất cả những cái sản phẩm khác của chị đều là dùng của những cái sản phẩm natural này. Ok. Rồi rất là good. Hôm cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ hôm nay. Tiệm chị rất là đẹp, để em quay một vòng nữa cho mọi người thấy cái tiệm cảm chị. Cảm ơn. Đây ha, anh quay một vòng để coi các chị thấy cái tiệm rất là thoáng. Anh bước vào thứ nhất là anh không có thấy cái mùi. Thứ hai là tiệm được trang trí rất là đẹp. Đó, bên ngoài. Ok. Rộng rãi, thoáng mát, rất là đẹp. Và chung quanh thì có những cái bức tranh để mà giới thiệu. Rồi có những cái tủ để mà trưng sản phẩm rất là đẹp mắt. Ở trong kia chúng ta cũng thấy những cái tủ trưng sản phẩm rất là đẹp mắt. Và những cái sọt để đựng những cái sản phẩm natural cho khi mà mình phục vụ khách. Alrighty. Đó, các anh chị thấy là tiệm nail của chúng ta, người Việt chúng ta càng ngày càng được thay đổi và nâng cấp. Và đây là một trong những cách để mà nâng cấp cái tiệm nail của mình, để có thể thay giá, để có thể làm tiệm tốt hơn. Dĩ nhiên để làm được những cái này thì sẽ có cái sự hướng dẫn. Những anh chị em nào có hứng thú để mà nâng cấp tiệm nail của mình, thay đổi sản phẩm, thì các anh chị hãy liên lạc một trong những nhà phân phối và của nữ sinh, của những người bạn của mình, họ sẽ hướng dẫn một cách rất là tận tình. Và bây giờ qua những cái chương trình huấn luyện, qua những cái tài liệu, qua những cái video, thì các anh chị sẽ được hướng dẫn một cách rất là tận tình để mà mình có thể áp dụng tốt dịch vụ trong cái tiệm của mình. Chúc các anh chị may mắn.